Xin chào các bạn trở lại kênh của Tính Mật TV. Thì chúc cả nhà có một ngày vui vẻ. Thì hôm nay chiều mát rồi, thì nói chung là mình cũng mới dọn cái sân sạch sẽ rồi đó. Thì chấm dứt cái công việc làm mấy cây giống không hết rồi, không còn gì đâu làm. Chúc cả nhà có một buổi chiều vui vẻ. Thì bây giờ mình dọn sân bãi xong thì mình chuẩn bị cho lần cuốn ăn. Thì bây giờ nãy mình có xách mấy cái cây ra đường á, thì mình thấy có cây chuối của mình nó bị ngã, bây giờ đi hái. Thì dữ dằn không, thằng Bình dữ dằn cả nhà ơi. Thì bây giờ mình cầm cái cây, cầm cái cây có cái liềm á, mình đi hái hái chuối cả nhà. Thì ẩm thằng Bình đi theo chơi, Thái Bình. Thái Bình hôm nay được mình chở mình ẩm đi chơi, có cái cây thì không biết đi làm sao đây. Giờ phải đằng trước nè, chỗ này mình trồng trồng cây mình để đằng trước á. Đây quay cho bạn xem cảnh của nhà mình, quê mình. Đó, mình đây mình trồng đủ loại cây nè. Cây giống mình trải dài dài dài, dài. Làm một tháng nay quay dính rồi đó. Đâu rồi cái cây nãy giờ mình nói rồi, đây cây chuối đây ngã, có buồng chuối. Ồ nó chín dưới kìa, cả nhà thấy không, nó buồng chuối chín đó. Bây giờ đi hái thôi, để bị đây. Đứng ở đây để mình trèo xuống mình hái cả nhà ơi. Rồi ngồi đó chơi đây. Vô đi con. Đó ngồi đó chơi đây. Đó mình trèo xuống đây mình hái. Đấy. Có một đứa đi ra nữa kìa các bạn ơi. Đây, buồng chuối đây. Bình ra đây. Ở buồng chuối chính này là đây là chuối sáp ở nhà. Chuối sáp mà bị gãy cây á, nhưng mà luộc ăn ngon lắm. Leo lên leo xuống cũng mệt. Bây giờ cái cây của mình lên bông rồi nè. Cây này còn đủ thứ chuyện lâu lắm, còn nhiều chuyện đó, nhiều công việc mới mới thành cây kiểng. 10 năm nữa
Đó. Ở nhà mình chuối hạ luôn nè, chuối dừa xung quanh là cây, ví dụ như đọt mì là ăn được là cả nhà. Đó, cây cây nhào để ngâm để nấu trị đau lưng rồi nè, với ăn lá cũng ngon. Đây là lá cách, đây cái sơ ri, đây là rau muống nè, rau đai. Rồi rồi, đó thì đi vòng vòng đây nè, cái ở nhà mình trồng khế hà luôn cả nhà. Đó thì ai muốn ăn ăn. Trồng xài nghệ. Có con Ngọc đi theo chơi nè, con mình tính chạy ra mà mình không cho ra. Rồi giờ một tay cầm điện thoại, một tay ẩm bình, rồi sao mà cầm chuối vô nhà, rồi cầm còn cái liềm nữa, rồi sao thôi ở đây chơi luôn. Mọi người ở đây chơi luôn nha con. Hồng Ngọc lại tha buồn chuối vô nè con. Không có bỏ con đâu nè, coi là có Hồng Ngọc đi chơi nè, Hồng Ngọc phát triển rồi. Hồng Ngọc phá dữ dằn lắm. Thôi vô. Rồi bây giờ mình vô. Hồng Ngọc vô rồi đó cả nhà. Nhà mình hoa hàng hà luôn nè. Bông 10 giờ nè, bông 10 giờ mình làm hình bonsai luôn á. Hồi nãy giờ đi chơi vui vẻ nè, nói cho mấy anh chị biết coi. Thôi xin dừng video tại đây, chúc cả nhà vui vẻ nha. Thì cả nhà xem nhớ chia sẻ, bấm một like để kênh mình duy trì phát triển. Xin chào.